Wow, nhìn nào các bạn ơi. Mình phát hiện ra đây có một con khủng long rất là to và đẹp luôn. Wow, bây giờ chúng ta sẽ nhấc lên và cho các bạn cùng xem thật là kỹ nha. Ta-da, đây là một con khủng long Vastatosaurus. Nó có một hàm răng rất là chắc khỏe, tương với rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn ở bên trong luôn đó các bạn. Ngoài ra nó còn sở hữu một thân hình khá là to lớn, và do di chuyển bằng hai chân nên chân sau của nó khá là to lớn, săn chắc và đầy cơ bắp luôn. Còn chi trước do ít sử dụng tới cho nên nó đã bị teo lại. Và đây là một số thông tin về con khủng long Vastatosaurus này mà mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn đó. Và còn đây, không biết chúng ta sẽ còn có những con khủng long nào khác nữa không. Wow, chúng ta cũng đã có một cái món đồ để đựng con khủng long của mình rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi săn khủng long thôi. Let's go. Wow, nhìn nào các bạn ơi, ở đây chúng ta có nhiều con khủng long lắm luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến lại gần để xem chúng ta sẽ có những con khủng long nào nha. Wow, rất là nhiều con khủng long đẹp đúng không nào, và to nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu với con khủng long ở bên này trước nha. Đây là con khủng long Deinonychus, một loài khủng long ăn cỏ, di chuyển bằng hai chân. Nó có những cái móng vuốt ở trên tay rất dài và sắc nhọn. Ngoài ra thì nó còn có thêm một cái màu đỏ trên đầu nữa nè các bạn ơi. Đây là con khủng long Deinonychus. Chúng ta sẽ tạm thời bỏ những con khủng long mới của mình vào trong này luôn nha. Và đến với con khủng long tiếp theo nào. Đây là con khủng long Cachyrhodontosaurus, một loài khủng long ăn thịt, có một hàm răng rất là chắc khỏe và nó chạy bằng hai chân rất là lẹ luôn. Tiếp theo đây là một con khủng long ăn cỏ. Đây là Stegosaurus, nó di chuyển bằng bốn chân. Ngoài ra ở trên lưng của nó sẽ có rất là nhiều những chiếc gai, và những chiếc gai này thì rất là to và còn có cả màu cam nữa. Trông rất là phô trương và bắt mắt luôn đúng không nào các bạn. Đây là con khủng long Stegosaurus. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một con khủng long. Đây là con khủng long Dracorosaurus, một con khủng long với một cái đầu hình tam giác, một cơ thể màu xanh lá cây và một khuôn mặt màu đỏ. Nó là con khủng long ăn cỏ và di chuyển bằng hai chân nha. Dracorosaurus. Tiếp theo một con khủng long siêu to khổng lồ. Đây là con khủng long Brachiosaurus, một loài khủng long ăn cỏ, sở hữu một thân hình to lớn và cùng với một cái cổ siêu dài luôn. Brachiosaurus. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi săn khủng long nha. Các bạn ơi, ở đây chúng ta có rất là nhiều những con khủng long khác nhau. Wow, chúng ta có thêm một cái đầu rất là to cùng với một cái búa rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ tiến lại gần nha. Wow, bây giờ mình sẽ bắt đầu với con khủng long bên này trước. Đây là một loài khủng long ăn cỏ Miragaia. Nó có một cái cổ và cái đuôi rất là dài. Ở phía trên lưng sẽ có rất là nhiều những chiếc gai sắc nhọn và được xếp rất là thẳng hàng và đều nhau. Tiếp theo đây là một con khủng long Triceratops, hay chúng ta còn được biết đến với một cái tên gọi khác là khủng long ba sừng. Ăn cỏ và di chuyển bằng bốn chân. Phía trên người của nó còn có những hình vẽ hoa văn được sơn màu đỏ lên rất là đẹp. Không để các bạn phải chờ đợi lâu, đây là cây búa rất là đặc biệt mà mình họ đã nói hồi nãy. Đây là cây búa của thần sấm Thor. Hai bên hông cây búa là những hình vẽ hoa văn họa tiết được điêu khắc và chạm trổ rất là tinh xảo và đẹp mắt. Thân cây búa có màu đỏ và khi mình cầm vào có một cảm giác rất là vừa tay, chắc chắn và thoải mái. Wow, những món đồ chơi mô hình ở đây rất là tuyệt vời đúng không nào các bạn. Tiếp theo đây chúng ta sẽ có một con chim mỏ dài. Đây là Papoteralodon, một loài chim thời tiền sử, nó đã bị tuyệt chủng từ rất là lâu rồi.
Hai bên cánh của nó các bạn có thể nhìn thấy chúng ta sẽ có hai cái bàn tay giúp cho nó cầm nắm con mồi được dễ dàng hơn đó các bạn nha. Papoteralodon. Tiếp theo là con khủng long Dryginosaurus. Ăn thịt và có những cái móng vuốt rất là dài và sắc nhọn. Chúng ta sẽ có thêm một con khủng long, đây là con khủng long Ankylosaurus. Ăn cỏ, di chuyển bằng bốn chân và cơ thể được bọc một lớp giáp rất là dày và cứng cáp. Chúng ta có gì nữa nào? Ta-da, đây là con khủng long Dilophosaurus nè các bạn ơi. Chúng ta có thể còn gọi nó là con thằn lằn hai màu cũng được. Và khi trưởng thành thì nó có thể dài tới 7 mét và nặng lên tới 400 kg luôn nha. Wow, tiếp theo đây là một con khủng long ăn thịt. Đây là con khủng long Acroganthosaurus. Một loài khủng long ăn thịt di chuyển bằng hai chân. Nó có một cơ thể to lớn, săn chắc và đầy cơ bắp ở trên người luôn. Hàm răng thì chắc khỏe và nhiều những chiếc răng sắc nhọn ở bên trong. Tiếp theo đây là một con khủng long nữa. Các bạn có thể đoán được đây là con khủng long gì không nào? Đúng rồi, đây là một con khủng long Carnotaurus. Nó có rất là nhiều những chiếc gai nhỏ sắc nhọn ở trên người. Ngoài ra còn có thêm hai cái sừng ở trên đầu của nó nữa. Tiếp tục chúng ta sẽ có một con khủng long rất là đặc biệt. Đây là một con cá mập khổng lồ Megalodon. Nó đã bị tuyệt chủng từ rất là lâu rồi. Khi trưởng thành thì Megalodon nó có thể dài lên tới 18,2 mét và nặng lên tới 60 tấn luôn nha. Wow, không ngờ chúng ta có nhiều món đồ chơi rất là đẹp luôn đó các bạn ơi. Đây có vẻ như là món đồ chơi cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Một cái hộp đồ chơi mang hình dáng của con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Phía bên trong chúng ta sẽ có rất là nhiều những con hình khủng long nhỏ nhắn xinh xắn và đầy màu sắc khác nhau luôn. Wow, các bạn có thể kể tên được bao nhiêu con khủng long ở trên tay mình nào? Hãy để lại bình luận ở dưới cho mình biết nha. Đây là toàn bộ những món đồ chơi mô hình khủng long của chúng ta ngày hôm nay đó các bạn ơi. Rất đa dạng các con khủng long khác nhau và đầy màu sắc luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.